Xin chào các cô chú anh chị trên kênh YouTube của VV Cá Viên Chiên. Thì trở lại đây cái series đột nhập của em thì mọi người theo 8900 yêu lâu. Em chọc mọi người chơi thôi. Theo nhiều các cô chú anh chị, các bạn bè trên YouTube ở trên VV á thì có kêu VV là quay Hải Yến đi, quay Hải Yến đi. Thì ngày hôm nay VV đã đủ duyên đã đến nhà Hải Yến để quay cho mọi người xem và ngôi nhà của Hải Yến, mẹ Hải Yến rồi tất cả phòng của Hải Yến cho mọi người cùng xem nha. Bây giờ mọi người hãy theo chân VV đến nhà Hải Yến nha mọi người nha. Đây, em sẽ đến nhà Hải Yến nha mọi người. Đó. Hello em gái. Dạ. Vivi nè. Này để bây giờ người đẹp Hải Yến xuất hiện cho mọi người nha. Vô đó. Hello mọi người. Hello em. Đây, đây là Hải Yến nha quý vị. Đây là ngày hôm nay chị qua đây là em biết chị qua đây là có cái mục đích gì. Rồi, cảm ơn em với mục đích của chị nè, chị tặng em cái này nè. Ủa vậy bây giờ chị muốn ngồi ở đây hay là lên phòng? Thôi mình đi khám phá nhà em trước, đem giới thiệu giùm chị được không? Trời, em chú dọn dẹp nhà luôn. Đó. Đây là hả hồ cá, hồ cá, bồn cá. Cái này gọi là cái gì em? Cái thị tượng đúng không? À, đâu phải đâu, cái này là cái cá huyết long hay cái gì á, ba em nuôi á. Đó, đấy. Đây là mình sẽ lên đó. Phòng của Hải Yến cho quý vị xem nha. Ủa cái chương trình này giống đột nhập nữa, nhà sao quá vậy? Đúng. Em không biết sao đâu nha. Cái này chỉ là đặc sản và đặc quyền của kênh chị thôi. Đây, nha, chị được. Em mình. Mời mọi người hãy đến với căn phòng của Mỹ Yến nha. Đây, đó, căn phòng của Mỹ Yến quý vị. Ủa thường thường chị thấy nó sẽ trưng cái poster hình em lên mà ta. Đâu có đâu. Ý là thường thường là cái phòng của mình sẽ trưng cái hình mà xem trưng hình ba cô gái lạ quắc vậy? Cũng có, nhưng cũng em cũng có ý định đó, nhưng mà chị biết sao không? Nếu mà làm tấm hình nó phải làm hình bự lắm. Đúng rồi. Em cái phòng mình em mở cũng đơn sơ quá ha. Đó. Em giới thiệu cái phòng sơ của em cho mấy yêu. Giỏ này. Đây là tủ quần áo nè, đây là kệ giỏ sách nè. Còn bên đây là cái kệ để nước hoa của em. Kệ để nước hoa đó, nước hoa trời ơi, nước hoa quá trời luôn. Tao xài bớt rồi đó chị. Xài bớt rồi hả? Bỏ bớt rồi đó, hết rồi, dùng bớt rồi đó. Ý là mình để cái giỏ là nó cũng có giá trị mà mình làm kỷ niệm cũng được đúng không? Không, nhiều khi nó chật bụi bặm lắm, em đâu có thời gian đâu mà. Đó, đây là cái phòng mà có dương miệng đó kìa. Đó. Thì đúng rồi, không là hoa hậu nhưng mà phải là hoa hậu của lòng mình chứ. Đó, xuất sắc chưa quý vị? Chứ có lệ thôi. Còn bạn trang điểm của em đâu bé yêu? Đây bên góc này là trang điểm của em nè. Thường thường đi show thì em hay ngồi ở đây để trang điểm. Đó, đi show ngồi cho trang điểm hả? Đúng rồi. Đó, thì mọi người cũng xem nhiều tập qua VV quay gì đó. Thì các cô gái của VV á, mấy chị em VV á thì á, đó mọi người thấy không? Cũng có một bạn trang điểm bé bé nhỏ xinh xinh gì đó. Còn ngoài trước này là nhìn ra cái view của ngoài hả em? Đúng rồi, đừng quay cái video đâu có đẹp đâu, đừng quay. Rồi, thôi bây giờ mình sẽ vô chủ đề chính của mình nha em nha. Ok. Xin chào các cô chú anh chị trên kênh YouTube của VV Cá Viên Chiên. Thì đó cũng như theo yêu cầu của mọi người trên YouTube của VV nhé. Thì hôm nay là em đã đủ duyên để đến gặp em gái của em, đó chính là Hải Yến nha quý vị nha. Thì em có thể giới thiệu về bản thân em cho mọi người cùng biết không? Và lần đầu tiên thì cho xin phép mình làm Miếng Yến. Mình xin gửi đến tất cả mọi người một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. À, em giới thiệu đôi lời của em như là em tên Yến rồi em bao nhiêu tuổi gì đó nhưng em tên là em tên Yến là hiện tại thì năm nay là em 28 tuổi đó chị. Trời, 28 tuổi. Sinh năm 95 đó. 95. Làm biết chia sẻ với mọi người là Hải Yến là Mi Candy là bằng tuổi nhau nha quý vị nha. Đó thì em có thể nói với mọi người là công việc của em ở trong nhóm của Tu Phương á. Thì một qua nhiều người cũng biết em trong nhóm Lưu Phương rồi, thì trong nhóm em làm gì á, hát hay là sao đó em? Thì hiện tại thì em cũng đi show trong nhóm chị Phương thì em cũng là hát, diễn thời trang được. À đó, đó mọi người, là Mén Yến cũng là một trong những thành viên của trong nhóm của Thu Phương nha, Đông Đông, Ngọc Nhi, Mén Yến, Mi Candy đó mọi người. Thì đó, thì qua đây thì em sẽ tâm sự với em gái của em đó chính là Hải Yến. Thì mình vô luôn nha, là giống okay. Như là em có thể chia sẻ về cái tuổi thơ của em khi mà trong cái cuộc đời chuyển giới của em á. Khi mọi người đều nhận biết ra em là trong em như là mọi người biết em là trong cộng đồng LGBT mà em có mặc cảm hay là có bị người ta kỳ thị gì không? À, kỳ thị hả chị? Nếu mà tuổi của em nếu mà hồi nhỏ thì kỳ thị sẽ có kỳ thị tại thời điểm đó là cũng Việt Nam mình đâu có người chuyển giới nhiều đâu. Đúng rồi. Thì lúc nhỏ thì nó tuổi thơ thì em cũng không có tuổi thơ. Ủa là sao? Em không có tuổi thơ như bao người khác. Không có tuổi thơ. Hồi nhỏ thì họ học tới lớp 6 thì em đã nghỉ rồi. Mà trong cái quá trình em lúc mà lớp 6 nghỉ rồi, em nghỉ rồi em đi làm gì á? Em ở nhà đâu cũng năm mấy á.
Xong rồi hả, em đi phụ ở quán nhậu quá chị. Quán Ồ. nhậu cái thời điểm đó là có một cái quán nhậu đó là chỉ nhận người, những mấy giống như là mấy mén á, người ta Ồ. gọi là lẩu bd á. À hiểu Đúng hiểu. rồi. Em đi làm bên đó được được thời gian, sau đó cái em chịu không nổi, em nhớ nhà với em về nhà luôn, em trốn đi về nhà luôn, không làm nữa. Ở đâu lần em sao? Quận 3 mà tuốt bên Trần Văn Đang á. Mà từ ở nhà em địa điểm là ở nhà của mấy ý là ở Gò Vấp Đó, nha không, lúc cái đó em ở Bình Thạnh gì. mà chỉ biết nhà nhỏ mà đâu có xe đâu, mà đi xe ôm mà hồi đó giờ đâu có biết đường, nhà còn nhỏ đâu biết đường đâu. Cái có chị đó thì cũng 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 giống như chị nè, chị cũng thương em, chị nói thôi con làm không được, con làm con buồn con nhớ nhà, con làm không nổi thì con về đi. Cái lúc đó em mới gom đồ xong rồi chị đó nói là thôi đi chị chở, chị kiếm xe chị chở về chứ đâu có tiền đâu đi về. Mà em có gặp những cái biến cố gì trong cuộc đời của em nó xảy ra không? Biến cố trong cuộc đời em hả? Biến cố trong cuộc đời em thì chỉ có biến cố trong cuộc đời em thì chỉ có là gia đình của em làm ăn thất thế thôi. À, bị xuống Đúng rồi. bị phá sản đúng không? Đúng rồi. Rồi trong cái quá trình mà em đi làm mà rất là em ăn hình hài của con trai hả? Ý là em có làm lộn hay là bờ để tóc giả Cái lúc trang đó, điểm make up nhẹ cái lúc không? đó là em đã kiếm được tiền để mà em nối tóc. Ồ. Mình nối tóc nhưng mà mình chưa làm gì hết trơn chị, giống như là có bộ tóc thôi đó. Nói xong rồi các em mới đi kiếm công việc cũng làm chứ gia đình em khó khăn mà, nên mình phải tự bươn chải từ lúc nhỏ rồi. Rồi cái lúc đó ba mẹ em có phản ứng gì khi em là trong cộng đồng muốn thế giới ba mình không? LGBT. Ba em hả? Ba em thì họ cũng mình cũng không thích, Ý là có cấm cản hay có đánh đập em không không? có cấm cản, tại vì em ở với mẹ. Ba ba ruột của em thì em không có ở chung. Mẹ thì dễ mà, mẹ thì giống như chửi vậy thôi, nhưng mà đến lúc mà tiện thấy giống như là hôm nay tự nhiên em là con trai bình thường vậy nè, em mặc đồ con trai bình thường, một tiện em đi nối tóc xong qua, em vừa nối tóc xong về là em mặc đồ con gái liền luôn, thì giống như là mẹ chửi, có chửi chửi nhưng mà chửi rồi thôi, tại vì mẹ em cũng thoáng rồi. Rồi nhưng mà lúc đó dùng nhà em thoáng hơn tất cả những nhưng bây giờ giống như qua mấy tập trước thì cũng có nhà ba mẹ cũng cấm cản ba mẹ cũng chửi cũng đánh đập à, mình trong hay cái lúc em làm lộ đồ em có giấu đồ hay đi về như chị Không em chị, khác được không? cái là em không có giấu ba mẹ em, không có giấu mẹ em, tại vì mẹ em cũng hiểu mà. Giống như mình la mình thấy con mình vậy em không có chịu được á, nên mình la la thôi, la rồi thôi. Nhưng mà đến lúc mà đã làm rồi cái gì cũng ủng hộ cho, rồi từ lúc đó ủng hộ em. Vậy tính ra là em được may mắn hơn ta là ba mẹ chấp nhận Đúng hết rồi, em đó may mắn. là may mắn hơn là hải ý được may mắn hơn là ba mẹ đều chấp nhận cái giới tính của hải ý như vậy có Không, ba em không chấp nhận. Nhưng mà mẹ em ở với lại ba sao thương em như con ruột vậy đó. Cũng chấp nhận em. là ba 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 ruột của em thì không chịu giống như cái kiểu dạng chắc ba em như kiểu là bằng mặt chứ không bằng lòng đúng không? Đúng rồi đó. Đó thì đó như em cũng được sự may mắn là mẹ em cũng đã tán thành em là trong LGBT của Đúng rồi. mình là lúc đó em có rồi em đi học em có bị bạn bè xa lánh gì không kỳ thị không Xa lánh thì không có xa lánh đâu chị, nhưng mà em bị khó chịu vậy nè. Bạn bè em chọc em là BD. Mình cảm thấy nó sao sao á, với lại cứ lúc mà em làm con trai nha, em bị ngại đi tới những chỗ đám đông nữa. Giống như từ nhà em chạy đi qua tiệm tạp hóa đi, em biết cái chỗ đó đông mà em không dám đi. Nhưng mà từ lúc mà em mặc nguyên một đồ con gái, em nối tóc được nha, em ra em đi rất là tự tin luôn. nhưng mà chúng là con người thật của mình Đúng đúng rồi không đó. Lúc trước rồi giống như là tới đám đông em sợ lắm, còn em là làm con gái rồi nha, đi tới đâu em cũng không ngại, giờ đám đông cái nào em cũng không ngại. vậy tính ra là Hải Yến như là cốt con gái thật sự Đúng rồi luôn đó đó, mọi hình như là người như vậy luôn á. tại vì mụ bà nắng lộn nha Mà thì chị nghĩ là thời điểm đó mà lúc mà em còn con trai là thời điểm đó em mới có lớp 3, lớp 4 mà em đã ngại rồi. À, vậy là chị hiểu rồi giống như là kiểu là em thành một hình thành con trai thì em sẽ ngại tiếp xúc đám đông Đúng rồi. mà khi em đã về tâm hồn thể xác của em là con gái thì em sẽ mạnh dạn và Đúng rồi, mặc một đa đồ con gái gì có trang điểm mà không có tóc em cũng tự tin luôn. Kiểu vậy đó. à, kiểu là tự tin với mình là con gái thật sự vậy Đúng luôn rồi, giống như tự tin bước đi ra đường, đi đâu cũng được hết trơn đó. Còn mặc hồi đó mặc một đồ con trai đi rồi em trời ơi. Em bị mặc cảm á, chị hiểu không? Vậy đó. còn bây giờ em nhớ có hài lòng với cái Em hài lòng chứ. rồi trong mình hỏi gì cái quá trình chuyển giới của em nha khi mà em bước qua Đức Thái á thì em nghĩ gì khi em được đi và khi đi về em được cái gì
Cái đầu tiên của em á là thời điểm đó là chị em của mình á, bạn bè mình á, giống như là mấy chị đi trước á, ai cũng làm được, không lẽ giờ mình không không làm được. Nhưng mà mình ở Việt Nam mình nói thì rất là hay nha, nhưng mà đến khi mà em qua tới bên Thái Lan rồi đó, em chuẩn bị vô bàn mổ thì em ngồi em đợi đâu chắc cũng 6 7 tiếng á chị. Thì chắc là em nghĩ là sẽ đợi 6 7 tiếng hôm tới mới tới lượt mình mổ rồi. Nhưng mà cuối cuộc á là cái người đó là Philippines hay gì không biết nữa, sẽ mổ cho người đó cho tôi trước, tại vì cái người đó khám sức khỏe trước em nên mổ trước em. Rồi cuối em phải đi về khách sạn lại, đi khách sạn lại em để tới ngày mai. Xong rồi cái trên đường thì tự nhiên nghe mình chuẩn giống như mình đã chuẩn bị tâm lý là chuẩn bị lên mổ, thì cái giờ nó hẹn là ngày mai nữa, cái mình bị sợ bị tâm lý mà. Xong rồi cái em nói với lại bạn trai em á là thôi hay là chắc đi về không làm nữa, chứ giờ tự nhiên đang sợ quá mà mình đã ngồi chờ đợi tới tới cái giờ đó rồi mà xong bây giờ mình kêu đi về khách sạn đi ngày mai ra làm đó. Xong rồi cái em nằm suy nghĩ cái đêm luôn, em nói bây giờ về không được. Tự nhiên ở Việt Nam á, tại cái thời điểm đó em cũng đi hát mà, cũng đi hát cũng tiếp xúc với nhiều người, mấy chị đó với lại bạn bè đều cùng trang lứa. Tiện biết mình bay qua Thái Lan là chỉ có giải phẫu thôi, mà bây giờ không lẽ giờ tiện đi qua đây xong cái đi về cũng còn y nguyên đó. Vì cái đó xong rồi cái em thôi kệ, ngậm đắng nuốt cay rồi thôi kệ ra làm lại. Nếu như mình là mình người ta biết mình qua Thái Lan mình sẽ về và mình con gái, nhưng mà mình đi về hành hùng con trai mình cũng mặc cảm đúng không? Không phải giống như là mình nói là mình không nói, nhưng mà mình đi á người ta sẽ biết là mình qua bển làm cái gì, tại vì ở Việt Nam em đã làm ngực ở Việt Nam rồi. Chị đi qua anh chỉ có đi giải phẫu thôi, mà giờ tiện đi đi qua mà đi về lại Rồi cũng cuối cùng em gọi có thuận lợi khi lên bàn mổ không? em thuận lợi. Em may mắn được, em may mắn nói chung là em cũng trong nằm trong top may mắn á. Đi em đi ba người thì ba người của tụi em á nhanh lành, không ai bị gì hết, cũng tới ngày hôm nay cũng không bị gì hết. Ý là em phẫu thuật chỉ một lần một thôi Đúng không? rồi, nhưng mà ngực em bị 2 lần. Em có thể chi tiết lý do cho mọi người cùng xem tại sao ngực em Lúc 2 lần. trước đó, trước thời điểm em giải phẫu là em đã có làm ngực trước đó mấy năm rồi, bốn ba bốn năm rồi. Xong rồi em giải phẫu về thì mới có 1 tháng mấy à, em mới đụng vô ngực của em á, sao em thấy nó có cái cục gì á. Xong rồi em mới đi khám thì em lại sợ bị ung thư, chị hiểu không, em sợ bị ung thư ngực lắm. Xong rồi em mới đi khám thì bác sĩ nói là nó tụ dịch gì trong đó đó, nó tụ dịch gì trong đó. Thì trong đầu em chỉ nghĩ là chắc vỡ túi ngực, chắc vỡ túi ngực. Mà trước khi đi giải phẫu á nha, là em cũng đã nghi rồi, tại em thấy ở hai bên sao nó bị khác, nó khác hoàn toàn luôn á. Nhiều khi bên 9-10 hoặc 8-10 đúng không, cái này em thấy kiểu như nó giống như là nó 6-10 luôn. Trên lệch nhiều quá. Đúng rồi, cái nhưng mà thôi em cũng ngậm ngùi luôn, em để im giống như em không quan tâm tới, để em đi giải phẫu trước đi rồi về dịch về cái đó cái ngực nó tính sao. Thì thì đó làm liều đi giải phẫu luôn, cuối cùng về cũng bị, nói chung là em phẫu xong rồi mới mới vừa lành là cái ngực em bị đó, em phát hiện ra ngực em bị như vậy. Thì giải phẫu về đâu còn tiền đâu, còn đúng chiếc xe, bán chiếc xe xong rồi em đi vay thêm, đi mượn thêm để làm. Mà trong cái quá trình đó em giải phẫu mà em có thường là người em nó đau đớn hay là nó như là em muốn tuyệt vọng luôn không? Không chị, em không có đau Hay là đớn, em khao khát quá? không phải em khao khát, em cũng đã chuẩn bị tâm lý, tại vì bạn em có đi cái đi trước em mấy năm, bạn em nói là đau mà giống như là nó nhức mà nó chịu không nổi, khóc lên khóc xuống á đó. Thì em cũng chuẩn bị tâm lý là sẽ đau đó, nhưng mà cuối cùng em làm không đau, nó chỉ là cực thôi, nó cực nhiều giai đoạn lắm chứ nó không đau. Mà khi em đi phẫu qua Đức Thái vậy đó thì ai sẽ là người hỗ trợ đi bên em? Em đi dịch vụ, Dịch vụ. đúng rồi. Dịch vụ là dịch vụ nào em? Em đi bên chị Lâm Thanh Thảo á. À đó. Thì theo như chị thấy là tất cả chị em mình ai cũng đi bên chị của Lâm Thanh Thảo thì đó, mọi người như Vivi đã nói trên clip của Lisa đó mọi người. Thì mình có tất cả đa dạng dịch vụ hết, tùy theo mình chọn cái dịch vụ nào tốt cho bản thân của mình thì mình hãy chọn cái dịch vụ đó đi với mình. Thì chị cũng chia sẻ với em là khi mà em về á, em đau đớn rồi em giống như là em có hối hận hay kia em chuyển giới không? Em không hối hận chị, em Mình rất là khao vui khát mạnh mừng. quá. Em không phải khao khát mạnh quá, nhưng mà em nghĩ là mình muốn làm con gái thì mình phải phải Đánh đổi. bỏ cái đó đi. Đúng rồi, em có đau đớn gì hết trơn, nhưng mà cái rầu đó, cái lo của em là gì nè, nhiều người á bị này bị kia mình sợ thôi, nhưng mà thật ra em không bị,
cũng cũng may mắn em không bị gì hết trơn đó. Đó mọi người thấy đó, giống như là mi kẹo đi hay tất cả các chị em á thì cũng phải trải qua một hai lần trên cái bàn mổ đấy, khi cả tháng 2 tháng 3 tháng về không được luôn thì em cũng phải về sớm, thì da thịt của bé ý được cái may mắn là lành đúng không em? Không biết nữa, chắc không tùy vậy chị ơi. Giống như em đi ba người mà ba hai người kia là lành trước em là sàn sau cùng, nhưng mà cũng là nhanh hơn mi kẹo với lại Huỳnh Ngang sau này. Đúng rồi Thời đó. điểm đó em đi có 14 15 ngày là em về rồi, đâu có Cũng lâu đâu. rồi về Việt Nam mình dưỡng thương thêm mấy tháng nữa không? Về Việt Nam chắc cỡ tháng mấy nè, tháng mấy là em làm. Thành cũng cũng nói chung là cũng em cũng nhẹ á. Đúng rồi. Rồi bây giờ em có hài lòng cái hình hài của em như vậy không? Em rất là hài lòng luôn Hài chị. lòng luôn hả? Rồi sẽ sau khi chuyển giới mà em đi hát show chung Thu Phương thì em cũng đã có tất cả tất mọi thứ trong người em rồi, thì em có mong cầu thêm cái gì nữa không? Em không có mong gì hết trơn, em chỉ mong là mình có sức khỏe nè. Mình có sức khỏe để mà mình đi làm được hàng ngày hàng ngày hàng ngày. Em đi show mà. Show. Em Rồi. chỉ mong là được nhiều show thôi. Nhưng mà chị hỏi chuyện cái này mình như là chị hỏi em cái khi mà mình đẹp trong nhất thời cái tuổi trẻ của mình thì nếu mà sau này mình bốn mấy 50 thì em nghĩ tới là mình sẽ làm gì sau mình đã chuyển giới, mà mình đã giống như là mình nó hưởng cái thanh xuân của mình rồi, mà sau khi mình chuyển giới khoảng chừng bốn mấy 50 tuổi thì em có cảm nghĩ gì khi mình về già không? Em có cảm nghĩ gì về già không hả? Nếu mà về già thì em sợ gì biết không chị? Em chỉ sợ là hả, mình không có con cái, không có chồng con thì mình bị cô đơn thôi. Chứ em không có sợ gì đâu. Đơn giản quá vậy. Chứ đâu có sợ gì đâu. Thì em cũng giống như là em cũng có đi hát chung với cái chị đó. Chị cũng lớn tuổi mà. Chứ em cũng khi bằng gì với cái chị đâu. Thì em nhìn theo cái gì đó đó. Nói mình chắc là về già chắc mình sẽ giống như vậy. Thì mình cũng đi hát để dù mà show mấy người còn trẻ mình đi show nhiều, mốt lớn tuổi mình đi ít lại, nhưng mà cũng sẽ đi show. Cũng sẽ đi show Giống như đúng đi không? show để cho làm gì ta, giống như là Thỏa mãn cái đam mê của mình đi đúng đi đi cho giống như là cho nó qua thời gian đi, giống như là mình đi ra đường mình chơi vậy đó. Rồi không nghĩ tới, nhưng mà chắc về nhà cũng buồn đó chị. Nếu một buổi tối về chắc không có chồng có con chắc buồn sao không? Đúng không? Giống như con gái cũng vậy á, người ta hả có chồng có con thì người ta về nhà nằm cũng đỡ buồn, có con hủ hỉ, không hiểu không có con thì cũng có chồng. Còn mình về già ai lấy mình? vậy? Em có suy nghĩ để em sinh con nuôi không? Em không nghĩ tới chưa, em giờ em chưa nghĩ tới mấy cái đó. Cứ mình cứ tận hưởng cái thanh xuân của mình đi đúng không? Tận hưởng hả? Không có tận hưởng đâu, em đâu có tận hưởng. Cũng là giống như là cực khổ về công việc. Nhưng mà em là một người em thích đi làm lắm á, em thích làm sao mà em bận 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 lắm, chứ không có Không để cho mình ở không. để ở không. Đúng rồi đó, để ở không là suy nghĩ buồn ha, Đúng rồi. đúng không? Giống như chị cũng vậy Rồi bởi vì chị đó em thấy không, chị bán cái viên chiên xong chị kiếm cho nè. chị quay, chị phải Đúng làm rồi liên tục để cho mình không có để mình suy nghĩ đúng mình rồi buồn. Đã mình mọi người biết không? Thật sự thì trong giới LGBT của chị em của tụi em á thì nó cũng có một cái đa sầu đa rất là đa cảm luôn. Giống như một cái gọi là về đêm á, đâu em có bị như vậy không? Mình bị chầm xuống luôn á. đúng rồi có nhiều lúc vậy nè. Ví dụ mà chị không có bạn trai đi, ví dụ không có bạn trai đi, mình ở nhà nguyên ngày không sao, rồi tối mình đi ra đường mình gặp chị em rồi nọ nói chuyện vui vẻ mình cười vậy đó, nhưng mà tự nhiên cái lúc mà đứng dậy đi về á, đi trên đường kia chạy về chị buồn sống buồn 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 đó. Đừng nói là không buồn, ai cũng buồn. mà nhiều khi chị thấy có bạn trai á cũng vui lắm, cũng chia sẻ với mình trong cuộc sống rồi cũng an ủi động viên mình, mà cũng buồn cái là nhiều khi gặp người thương mình không nói, gặp cái người mà không thương mình ấy, người Đúng ta rồi. lại lén phén rồi người ta lại tùm lum tà la chứ mình đâu, mình buồn cái tự nhiên không tự nhiên mình đi buồn mấy chuyện đó, mà trong cái đó mình còn cha còn mẹ mình phải mình để lo mình cuộc sống của mình nữa, mà em nghĩ như thế nào? Nhưng mà cũng tùy vậy, giống như là có nhiều người ta không cha không mẹ, người ta cũng, cũng cũng không có tình thương của cha mẹ, cái mình cũng phải cần cái mình đi kiếm giống như những người ngoài, giống như người con trai đó, để mình kiếm cái giống như là cái vui vẻ, cái hạnh phúc, cái tình thương của mình. Nhưng mà đa số chị em mình đã thường là gặp gặp gì đâu không ạ, đúng không? Đó mọi người thấy cái chị nói rồi, trong thế giới thứ ba tụi mình là giống như là cái tình yêu nó mông lung lắm, Đúng nó rồi. mong manh giống như một cái ngọn đèn cho chiếc gió vậy, mà nó muốn tắt nào tắt à, Đúng rồi, ai cũng mà cuối vậy. cùng ai là người khổ? Chị em thì cũng là người khổ. Đàn ông á thì nó có thể nó đi kiếm người khác, nó có thể một hai ba thiếp cũng được, còn chị em mình á yêu một cái là thôi là xong luôn, Đúng rồi. em có công nhận là vậy Bởi không? vì em sợ yêu lắm. Em cũng chị cũng vậy nữa. Em sợ yêu lắm chị ơi. Em nhiều khi em không có nghĩ tới luôn á. Không nghĩ tới. Nhưng mà em không nghĩ tới thì em lại gặp.
Đúng rồi. Em không nghĩ tới là em lại gặp. Tại vì em sợ gì nè, em không khi nào mà em đi kiếm tình yêu hết trơn á chị. Từ Em tình yêu kiếm đến không em. không kiếm tình yêu, tại vì nghĩ đi, những người như mình vậy nè, kiếm tình yêu ai mà yêu, Đúng đúng rồi. không? Em không có, em cứ bình thường mà em lại gặp. Nó trớ trêu như vậy đó. Đúng Thường rồi. thường mọi người thấy không, người không đi tìm thì lại tình yêu lại tìm tới mình, mà người mà đi tìm tình yêu thì nó không có. Đúng rồi. Với lại em bị sợ lắm chị ơi, em mà quen ai giống như là bắt đầu một cái cuộc tình đó là em sợ lắm. Em sợ là kiểu như là em không biết người ta là quen mình là vì cái gì, Đúng không biết rồi. người ta có thích mình hay là không, rồi hay là nhiều khi là cái trend thôi, hiểu không? Vậy em sợ với cái đó Gọi là say lắm. nắng, Đúng say nắng chút rồi. xíu đó, hiểu không? Mọi người chỉ sợ Bởi gặp đường say nắng vì lắm nhiều khi nha. em cái trong cái chuyện tình cảm tình yêu đó em hơi bị ngữ. Đúng Ủa, rồi. em kiểu như là phức lờ. Ngữ để bây giờ dịch cái thuật ngữ, cái từ khờ ngữ đó ra thì trong giới tụi em sẽ hiểu, thì có nhiều cô chú anh chị trên kênh của em thì không hiểu. Ngữ có nghĩa là giống như là kiểu là gọi mình là phớt lờ, là mình không có quan tâm tới cái chuyện đó đó. Đúng rồi đó, Rồi kiểu còn nói theo một cách gọi là tế nhị không, chứ gọi là chảnh á. đúng Đó, gọi là chảnh đó quý vị. Thì đó mọi người đó, rồi trong cái vụ mà tình yêu đó nó bu em hoài vậy đó, thì em phản ứng như thế nào? Những cái người đó bấu víu em mà bu em hoài luôn á. nếu mà mình có tình cảm thì mình sẽ khác, còn Đúng nếu mà rồi. mình cảm thấy người đó không hợp với mình hay là không hợp với mình đó thì mình sẽ, Cho qua. đúng rồi, mình sẽ dứt khoát luôn chứ không có kiểu như dây dưa, chị hiểu không? Mình mà trong trong tình cảm thì em hưởng từng cung bậc cảm xúc chưa, giống như là ỷ nộ ái ố rồi người ta em thất tình đó, kiểu vậy đó, thì em trải qua những Cũng cái đó có chứ. chứ, trời chị em giống như thế giới của thứ ba tụi mình thì lúc nào cũng cũng như vậy ấy, chị ơi. Trước đây thì em có, trước đây thì em có, rồi sau này thì không không đâu, Như bị chai đúng không? không phải trai mà kiểu như là em đã trải qua Dạ trải đúng rồi. trải qua từng từng người vậy đó đó, xong rồi hả cái em gặp người sau này là tới giờ luôn, cũng lâu rồi đó. Đúng rồi, có đó là chị mấy Yến chia sẻ là cũng gặp người sau này cũng là khá lâu, thì đã cũng 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 chúc em được cái tình yêu được viên mãn, được thăng hoa trong cảm xúc, trong tình yêu của em. Thì đó, giống như mọi người thấy không, tình yêu thế giới thứ ba của em nó khổ lắm đúng không Đúng Yến? rồi. À, chị nghĩ đi, con gái á, mà quen con trai, nhiều khi câu chuyện của trai gái á, nó còn trong trên nữa, không Đúng chỉ là rồi. chị em mình là gì đâu. Hồi nhiều người gặp người thương mình nó còn đỡ, gặp người không thương trời ơi nó vũ phu một cái là thôi rồi xong luôn, con gái còn bị bỏ lên bỏ xuống đi Thì chi bởi ha, tụi vậy, mình là gì chứ đúng không mình em, dễ bỏ hơn nữa, người ta dễ bỏ mình hơn nữa là nhu chị. cầu cao Đúng quá, là nhiều bây giờ gọi là người ta yêu cái vẻ đẹp nhiều hơn rồi. Đúng rồi. chứ không còn gọi là cái tình cái nghĩa như ngày xưa Đúng rồi, nữa. bây giờ người ta yêu cái đẹp gì không? Bởi vì mình phải sửa nhiều cho đẹp. Cái này đi khuyến khích người mình ta phải sửa. sửa nhiều cho đẹp gì đúng không? Để người ta đừng bỏ. Rồi bây giờ em có như là hình hài của em có muốn thay đổi gì chút trên gương mặt của em không? Em không có muốn thay đổi gì hết chị. Em không có muốn thay đổi gì hết. Em ít cái nào mà giống như là cái nào là cái khuyết điểm của em thôi thì em mới làm, còn không thôi em không làm. Giống như là em giải phẫu đúng không? Thì là giải phẫu thôi chứ không có chích hormone, còn làm ngực cũng vậy, không có chích hormone không gì hết Là từ trơn, xưa giờ em em không chưa có chích hormone làm luôn gì hết hả? trơn. Đúng rồi, Vậy tính ra vậy là vậy da mà cốt giờ có chích cũng 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 bình thường, không có gì hết trơn. nó cũng vậy luôn hả? Có nhiều người ta chích là da dẻ đường nó đẹp, còn em chích nếu như không chích được. Hồi đó về xưa giờ vậy luôn. Đúng rồi, Vậy là em bị phản tác dụng hormone rồi. không biết nữa. Có lần á, em mới làm ngực về á, em nghe mấy chị nói là chích hormone đi cho hở cái ngực nó mềm á, mà em chích vô xong rồi cái em bị cái gì không biết nữa, cái em đi khám bác sĩ nói là hormone nữ dư nhiều quá, cái em mới ngưng tới Vậy giờ là chị luôn. hiểu rồi, vậy là mọi người biết sao không? Vậy là trong người mình nghĩ nó có tiết tố hormone nữ. Em không biết Phải mà không em bác ta? sĩ nói em vậy đó, sao em gì em bỏ hormone là không chích luôn Mà thường thường trước khi mình chuyển giới là mình sẽ chích hormone, mình tiêm từ từ để cho mình cũng như có nhú nhú nhủ nhủ gì đó, hiểu không? á. Trước khi chuyển đổi giới tính hả, mình phải chích hormone là tại sao có nhiều người á, tay chân người ta kiểu như là cơ bắp Cơ đùi quá. rồi nhiều, tao chích cho nó suông. Còn em hả, từ đó giờ thì nó vậy nè, nó vậy luôn á, không không có chích không gì hết Cũng được trơn. ha, bởi vì cũng cũng có mấy ý là sự là cũng may mắn, cũng rất một chút ít trong đó đó mấy chị Đúng em. rồi, đỡ tốn kem, em đỡ tốn Đúng kem rồi. hormone nè, nhiều thứ lắm. Với lại kem dưỡng da rồi là không có xài tới nha. Rồi da cũng trắng từ xưa giờ vậy luôn Đúng hả? rồi. Cũng được, cũng đỡ ha. Có nhiều người ha, mình từ một cái gọi lột xác luôn em, Đúng rồi. chích hormone, mới sữa này Đúng sữa rồi, kia, đúng cũng nhiều rồi. người cũng tội lắm. Đúng rồi. Tại vì em hở không biết cái cơ địa của em mình nó như vậy á, Đúng mỗi người rồi. cơ địa khác nhau mà. Thôi chị cũng chúc em được lúc nào cũng gặp được may mắn hết. Cảm ơn. Thì bây giờ mình nói chuyện vui đi. Và cơ duyên nào mà khi đến em nhóm trong nhóm của Thu Phương. À, cơ duyên nào đến nhớ, vô tình thì cái bữa đó là
Em nhớ là cái bữa đó là chị Phương chị Tiết đi show. Chị Phương chị Tiết đi show thì hả chị Phương chị Tiết nói là rủ tụi em đi. Thì em với Đông Đông nè, Ngọc Nhi, Cúp Mi Miu, Mi Kẹo thì đi chơi, chỉ là đi chơi thôi. Thì vô tình cái bữa đó đi vô trong đó cái show đó thì người ta trả tiền gốc cho tụi em luôn. Đúng rồi, với được trả tiền gốc cũng cũng khá cao quá nha, khá cao. Xong rồi từ lúc đó là cái tự nhiên cái nhận được show, nhận từ 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 cái lập thành của nhóm đi show tới giờ luôn. Mà chủ chốt show là người ta muốn bóp show, người ta sẽ bóp qua em. Trước đó là lúc nào người ta cũng sẽ là bóc qua chị Phương, nhưng mà chị Phương bán mà chị Phương lu bu không có Cũng được, bận. sau đó chuyển qua cho Đông Đông. Thì còn bây giờ? Thì em với Đông Đông hai người nhận Đó. show. Là hai người, hai chị Đúng em rồi, cũng được chia người bóp ra, đúng show. rồi, giống như khách gọi người nào thì người đó nhận. Rồi lúc đó em gặp Thu Phương rồi, trong nhóm gì em đi show bắt đầu từ từ chị em quen cũng không, mà trước lúc đó là cũng đã quen rồi. Lúc mà Thu Phương chưa có gọi là hot lên á, thì em một thì chị em cũng chơi chung ở một quán sữa quận 5 đó, em nhớ Cái không? lúc đó thì là ngồi chơi thôi, em cũng ít ngồi chơi, chắc em ngồi chút xíu em về, đâu có đi đi, Đúng đi rồi, ngồi đúng lâu rồi. đâu. Thì hả sau này cái đi show á, cái em thấy vui em ngồi, chứ lúc trước là em không có thời gian ngồi, em là người công việc mà. Đúng rồi, lúc nào Đâu ra cũng gọi là trầm tư. Đó là vì chị cũng chưa có nói chuyện với bé Yến nhiều, cũng biết ha, trời bé này cũng dễ thương đẹp này kia nọ. Thì bé Yến cũng cắm đầu cắm cổ ở ngồi nói chuyện ba la ba la vậy đó, thì cũng giống như là công việc bận bịu vậy đó, em hiểu không? rồi sau Đó. này thì mới thoải mái thì em mới ngồi chơi với mọi người tới giờ. Vậy những lúc mà cái lúc trước mà khi mà em biết Thu Phương á là đi show đúng không, mà trước lúc đó nữa là em chưa biết Thu Phương đi show thì em làm gì? Em cũng là đi show, À đi em đi show. show trước mọi người, em đi show chắc bữa nay chắc cũng 10 Ồ, năm. là chứ là Xong em đi show bên của nhóm chị nào hay là sao em? không, trước đó thì em đi show rất là nhiều, giống như là nhiều nhiều anh chị nhận show, nhiều anh chị bộ show á, rất là nhiều. Chỉ có sau này là đi với chị Phương thì nhiều show quá, nhiều khi người ta kêu mình á, cái em bị trùng show, cái em không nhận, nên là cái có nhiều người ta không kêu nữa. Ý là mình vẫn giữ mối liên hệ với lại những cái anh chị bầu show trước, thì vô tình của Thu Phương thì em trùng show với người với Thu Phương là trùng show bên kia Không, thì kiểu như là trước đây em không có đi show với chị Phương á, thì em đi show với mấy anh chị, giống như mình vậy nè à trong trong đó, thì LGBT. người ta biết qua người này người kia, người ta kêu em thì đó. Chỉ có sau này thì đi chung chị Phương thì 2 3 năm nay là show nhiều mà, nhưng thấy mà nhiều mà, nên hả người ta có kêu em nhưng mà em đi không có được á, cái kêu hoài cái người ta không kêu nữa, thì thật sự là không có thời không có Có sắp xếp được. không có sắp xếp được, không có chấm, Đúng tại vì đi rồi. show trong nhóm, như trong nhóm thì là mỗi người một công việc hết trơn rồi, ví dụ giờ không có em thì không ai hát Đúng rồi. đó, thì không có chi tiết thì không ai làm MC, thì kiểu vậy. Nói chung mỗi người đều một có đảm nhiệm Mỗi trong không. trong nhóm là mỗi người một cái công việc đó, Đúng đúng rồi. rồi, không có thiếu ai được hết trơn. Thu Ví dụ Phương thiếu còn. một người nó cũng bị trùng cái show xuống nữa, nó không có vui Nhưng mà đặc biệt là hồi kỳ có công ty cũ ấy đi á. làm á, là chuyển phát nhanh đó, ngày xưa thì cũng có nhóm múp nhóm chị em mình nhớ không, đó Thu Phương đâu có đi được đâu, em nhớ không? Thì lúc đó chị Phương bị kẹt quay Chung kết qua hậu, ngay đúng rồi. đêm chung kết luôn, là baby chỉ công ty chỉ búp qua Mén Yến, Ngọc Nhi, Đông Đông, chị Tiết đó, chị em bốn năm đứa, thì chỉ có baby là gọi là công ty đó là quản lý không, có em nhớ không em? Đúng rồi. 36 người quản lý đó, một người có một mình baby là nhân viên thôi, tại vì baby quen biết đám chị em mình. Này tôi là nhóm nhiều show nhất là từ lúc mà chị Phương Đúng thi rồi, cái đó thì đó. cái đó thi chương trình Miss IQ á, cho nên Phương để mình đi show, Đúng rồi. thì đó cũng như tất cả chị em được kết nối lại với nhau, cũng đã biết nhau một khoảng thời gian trước rồi đúng không em? Đúng rồi, biết. Thì chị em mình như Đúng chung rồi, lúc đám đó đi nè. chung nhưng mà không nghĩ là đi show chung luôn á Đúng chị. rồi, Không có không nghĩ có đi nghĩ show là chung. vậy luôn, ra cũng như là ra quán nước ngồi chơi uống nước rồi xong các kiểu thôi, xong đó mọi người xong mình ai nấy về chứ không có ai Đúng đi đi rồi. show gì trơn á, cũng chưa ra phố đi bộ luôn lúc đó chị em nhớ không? Chưa, cái phố đi bộ, là sau Nó gọi này. là sau này thôi, nó hẹn gẹn là chị với, lúc đó là chị với con Phương, không tính ra là chị với con Phương với lại chị Minh Tiết với Gia Hân là đi show trước em trong nhóm Winger ngày xưa, là bốn chị em chị Em thôi. không biết là lúc đó em không có biết tụi chị, còn em đi Đúng show là em rồi, đi show lâu rồi, để ý năm là con Phương á. đúng rồi, em đi show chắc năm 22 á. Em đi 22 tới giờ. Rồi thôi, thời lượng chương trình chị cũng đã sắp kết thúc rồi, thì em có gửi những lời chia sẻ nào trên YouTube của chị không? Thì em xin chúc tất cả mọi người trên YouTube của VV Cá Nhân Chiên Đúng rồi. được nhiều sức khỏe nè, với lại hả luôn luôn ủng hộ chị VV nha. Thì cho chị hỏi một điều cái là giống như là em phải chia sẻ về cảm nghĩ khi MC còn nói chuyện với em. Cảm ơn.
Cảm nghĩ nói về cái MC này hả? Bạn xí nha, chị em là người đầu tiên chị hỏi vậy luôn chứ mấy người kia chị cũng hỏi vậy luôn á. Nếu mà theo em á thì đang quay như vậy á chị sẽ là một người khác luôn, còn nếu mà tắt thì chị có người Con người khác là sao? khác. Chị không có giống như vậy, Ủa hiểu là không? sao? Chị Không vẫn có như vậy. giống trên hình như mọi người ở ngoài quỷ ma. Thật sự thì em có cái nhiều cái em ngồi làm để xong em quậy dở mấy đứa này Nhưng mà nói thôi. chị nghe nè, từ hôm bữa giờ chị quay là Đông Đông, Ngọc Nhi nè, với lại Mi Kẹo Với lại đó, Lisa. là chỉ là quay để ngồi mình người kể chuyện thôi. Thì ngày hôm nay chị đến với lại nhà của em, thì em sẽ làm một cái món gì đó cho chị ăn Oh được không? my god, đó. Ok em, thì mình xuống nha Ok nha. không? Hãy dùm xuống bếp nha. Ok mọi người đi theo chân VV nha. Rồi đó, hôm nay Đức Thuận mấy ý xuống nấu đồ ăn Thì ngày hôm cho. nay em sẽ làm mì ý xào bò. Cái đó gọi là mì ta? Mì spaghetti hả? Chắc vậy quá chị cũng không biết Hello, mì ý xào bò đi. rồi xong chị mới đạp gì cũng con cuốn của em nè. Cái chị đạp nó ái đi chị ơi. Đó, hôm nay Thì Đức Thân người đẹp Hải Yến trời ơi, sẽ nấu ít khi nào mà em vô bếp em làm đồ ăn lắm. rồi vậy là Ồ. chị may mắn lắm á. Tại thường thường ở nhà là có mẹ em dọn dẹp nhà cửa, nấu đồ ăn đồ mà. Mà những lúc em rảnh là em có nấu đồ ăn không? Cũng hên xui vậy, có dịch thì em nấu, còn bình thường là em có thời gian đâu chị, em ngủ dậy là nhiều khi có show là em đi show rồi, còn không là mẹ em nấu chứ em không có Mà chị hôm nay em có show không? nấu. Bữa nay em không có show, chắc ngày mai mới có show của chị, ngày mai em bố không có. Đó, bây giờ chương trình là Mến Yến sẽ làm mì gì? Mì ý sao bò, Mì ý xào bò, họ nói tiếng Việt đi, nó em ba đâu cái có nói ti gì spaghetti đâu, em nói là mì ý sao bò mà. Thế thôi em bị sao quần rồi mà. Ở đó bị sạc quần quá trời luôn nè. nè. Trời ơi. Chị không có mở tủ ra cái xong rồi đóng tủ lại. Bị sao quần rồi nè Vivi ơi. Đó, vậy không có quý vị. Hôm nay là Tích Hương Mến Yến sẽ nấu đồ ăn cho Vi ăn nghe. Tại vì biết sao không? Nấu cái này nó nhanh chị. Cái chỗ có món này là nhanh thôi, còn mấy còn với lại nó dễ nữa. Là em đi chợ luôn á hả? Đúng rồi, sáng nay em cũng vậy, em đi chợ luôn á, tại em biết chị bữa chị gọi đó, cái em biết chị qua nên thôi em đi chợ luôn. Rồi cảm ơn em mà chị cũng chưa có ăn gì luôn á. Chị ngồi đây đi, Đó. em làm đây cho chị ăn. Mì gói xào bò. Ấy là quên, mì ý xào bò nha. Mỹ xào bò Một cô gái đảm đang đó quý vị thấy không? hay gì Ai ai mà lấy miếng ý là hả hạnh phúc lắm nha. Tuyệt chiêu của người phụ nữ là gì quý vị? Tuyệt chiêu của người phụ nữ là ở nhà nội trợ giỏi, nấu đồ ăn ngon cho người chồng đi làm về. Còn gì bằng hơn nữa em. Đúng không bé? Đó. Miếng ý làm cho Vi ăn nha mọi người nha. Một dĩa mì ý xào bò. Đó mọi người thấy không? Để Vi ăn thử nha. À, đây nè quý vị ơi. Mì bò spaghetti đúng không? không bị sao bò đi À, bị xào ý bò sao đi. bò đi Ê, chị. bị ý xào bò đi đó quý vị thấy Ồ. đó. Đó hôm nay thật sự là Vi rất là may mắn khi được Mén Yến qua đây để ăn nha. Chị chọn cho đều đi Vi, Rồi để chị chọn cho. chị chưa ăn món mì gì đúng không? Chưa. Chị Chấm mì là chị ăn rồi nhưng mà chị chưa làm, chưa có ăn qua tay em nấu. ăn đi, qua tay em nấu chị ăn đi, chị ngủ đi luôn Xui vậy. á. Đó mọi người để em ăn thử nhé mọi người xem nha. Vừa ăn nha. Có nhiều bơ không chị? Hơi ít không? Bắt bơ quá. Ít bơ quá. Để chút em làm nhiều bơ cho chị đem về. Vậy nó quá trời quý vị. Chứ là nhiều bơ chị đem về nha. Ok. Đó. Từ đó mọi người thấy không? Một người con gái đảm đang, nếu mà ai có thể lấy được giờ mấy yến thì mọi người thấy đó. Tuyệt chiêu của người phụ nữ là nấu ăn ngon, làm nội trợ Nhưng mà giỏi. hỏi thì có ngon hay không? Ăn được. Học máu đi. Học máu mà nó có hơi lạc nha. Hơi lạc hả? Hồi nãy em sầm Không vô phải mặt tại vì chị ăn mặn quá, chị ăn thấy mặn nhiều không? lắm đúng rồi. Ví dụ mà có hơi mặn thì lát nữa chị bỏ nước tương cho chị ăn. Đúng Bò thì ở bên trong nó có vị mặn. Nhưng mà anh làm ở ngoài đó. sáng chị bê rồi chị bê rồi chị mới mở cái xe gì đó, xe mì ý ngoài phố đi bộ em bán. Bây già đúng không? Không chuẩn bị luôn, sắp tới em ra xe Phải vậy trời. Đó. giỡn hết mọi người. Đó thì mọi người nha, bây giờ kết thúc của clip của Hải Yến, một tập của Hải Yến rồi. Thì mong cô chú các anh chị nhớ đón xem trên kênh YouTube của VV Cá Viên Chiên. Thì các quý vị cô chú anh chị có muốn em quay thêm một nhân vật nào nữa, giống như là Bảo Ni hoặc là Sim Lét,
hoặc là tất cả chị em trong LGBT á, thì mọi người cứ comment bên dưới, là em sẽ lúc nào luôn luôn lúc nào em cũng đọc bình luận của các mọi người hết trơn á, cho nên em sẽ lắng đọc và nghe cho mọi người trong đó, rồi em sẽ đi tìm nhân vật đó để mọi người cùng xem nha. Còn bây giờ thì chị em mình Chưa chưa ăn hết rồi thì kết thúc ăn hết là tới 8 phút lận. phải ăn hết đi, tự nhiên bây giờ không có ăn hết cảm thấy gì chê đâu, của em làm dở đúng không mọi Không có, không đó là để lắp cái camera xong rồi để em ngoài em thưởng thức em ăn xong rồi em nể rồi em xong đi bán cái gì chiên nữa. Thì đó bây giờ mình chào mọi người nha em nha. Bye bye mọi người.